u hoạt bệnh lý gây ảnh hưởng đến nhiều bộ phận trên cơ thể, đặc biệt là phổi. Nếu không được theo dõi và điều trị đúng cách, bệnh có thể gây ra các biến chứng lên nhiều cơ quan khác, thậm chí gây nguy hiểm đến tính mạng người bệnh. Đi tới đó mà nghe ho quá trời quá đất rồi. Ta mệt, khó thở. Khó thở. Giọng rè. Tức ngực. Bị u hoạt phổi. Thuốc để trị u hoạt phổi đó hay lắm. Uống đi từ từ cái hạt đó nó tan ra. Con uống ba không có cho uống đâu. Thì uống, cứ uống đi, khám bác sĩ cứ khám. Con uống đi. Không có được. Con ơi phải đi khám đàng hoàng chứ. Tôi biết một người có cách. Bác sĩ, đây nè, nghe bác sĩ nói. Triệu chứng và nguyên nhân của bệnh u hoạt là gì? Điều trị u hoạt như thế nào là đúng cách? U hoạt là các bệnh do một cái hạt nó tiến triển khắp người, đặc biệt riêng của cái phổi là cái u hoạt phổi, gây ra là bệnh nhân suy hô hấp. Tuy nhiên là nó xếp vào nhóm bệnh lành tính vì có tới hơn phân nửa là không có triệu chứng gì. 40-70% là nó tự khỏi luôn. Thì là có 20-30% là nó sẽ vô cái giai đoạn nặng. Đón xem chương trình Bác sĩ gia đình với chủ đề triệu chứng và nguyên nhân của bệnh u hoạt, phát sóng lúc 12:50 Chủ nhật ngày 4 tháng 9 năm 2022 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1.